Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 105 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không Xin mời mở bản kinh ra Khoa hội trang thứ 16 Đếm xuống hàng thứ tư Chúng ta đọc một đoạn kinh văn Đối chiếu ở chỗ này Sở hữu nhất thiết chúng sanh Dĩ cập diệm ma la giới Tam ác đạo trung Lai sanh ngã sát Thọ ngã pháp hóa Tất thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Bất phục canh đọa ác thú đắc thị nguyện nải tác phật bất đắc thị nguyện bất thủ vô thượng chánh giác đây là nguyện thứ hai bất đọa ác thú nguyện nguyện này là nói tiếp nguyện trước mà có đây là chỗ chân thật thù thắng trang nghiêm của thế giới tây phương cực lạc ở trong nguyện thứ nhất đã nói qua với quý vị rồi thế gian khổ nhất đây là nói mười pháp giới không gì bằng ác đạo ác đạo từ đâu mà có vậy từ ác nghiệp biến hiện ra. Đúng như Phật thường nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là tư tưởng vô cùng bất thiện Biến hiện ra loại cảnh giới này Thế giới Tây Phương cực lạc không có ác đạo Là đã nói Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc Không có người nào là người ác Phạm là sanh đến thế giới Cực Lạc Đều cùng chư thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ Dù cho trong A lại giới thức chúng tử tập khí ác vẫn chưa thể đoạn hết thế nhưng thế giới tây phương cực lạc không có duyên ác bất kể là môi trường nhân sự hay môi trường vật chất cũng đều tốt đẹp đến cực điểm nhân ác không gặp được duyên ác thì không khởi hiện hành. Đây là nguyên nhân đích thực của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có thể không có ác đạo. Phạm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Chúng ta cầu mong giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể không biết về thế giới tây phương cực lạc cần có điều kiện gì vậy cổ đức đã nói với chúng ta nhất định phải đầy đủ ba điều kiện tính nguyện hạnh ý nghĩa của ba chữ này rất sâu rất rộng chúng ta dứt khoát không được coi thường sao gọi là tính sao gọi là nguyện sao gọi là hạnh nếu như hỏi chi tiết như vậy thì vấn đề đều được hỏi ra hết rồi chúng ta có phải thật sự tin hay không ngẫu ích đại sư ở trong yếu giải kinh di đà nói với chúng ta tính có sáu loại sáu loại là giảm đến mức không thể giảm nữa sáu loại đều ở trong kinh vô lượng thọ loại thứ nhất là tin chính mình chính mình có phật tánh mình hiện tại là phật chưa thành nên nhớ mình là phật nhưng hiện tại vẫn chưa thành tựu là phật chưa thành tựu gọi là chưa thành tựu vì còn mang rất nhiều tập khí phiền đạo ác nghiệp là một vị phật như vậy đây là thân phật của chúng ta hiện nay tin rằng a di đà phật thích ca thế tôn các ngài là phật đã thành chưa thành đã thành gom hết chúng ta đều là phật điều này phải tin chắc không tin rằng mình là phật thì mình làm sao có thể làm phật chứ tính tâm phải được xây dựng từ chỗ này địa vị của phật là gì vậy ở trong tất cả kinh luật đại thừa đều nói rất hay đạo sư trong tam giới. Mẫu mực của trời người. Cho nên là tấm gương tốt nhất, mẫu mực tốt nhất của tất cả chúng sanh. Trong mười pháp giới, chính là chư Phật Như Lai Chúng ta phải có tính tâm Chúng ta có thể làm được Trong tâm thanh tịnh Là chân tâm của chúng ta Là bản tánh của chúng ta Trong đó giống gì không có phiền não Không có chấp trước, không có phân biệt Không có vọng tưởng, Hiện nay có hay không vậy? Xin thưa với quý vị, hiện nay vẫn không có. Nếu như ở trong tự tánh thật sự có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đó không phải là chân tánh. Ở trong chân tánh nhất định không có Chư Phật như lai Từ trong tự tánh Nhìn tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh Bao gồm tất cả con người Tất cả chúng sanh hữu tình Chúng sanh vô tình Xem thế gian đều là chư Phật như lai Mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư phật như lai tại sao vậy thấy tánh không chấp tướng chúng ta ngày nay mê rồi mê chỗ nào vậy chấp tướng không thấy tánh hoàn toàn tương phản với phật bồ tát cho nên gọi là điên đảo vọng tưởng Chúng ta điên đảo rồi Điên đảo chính là vọng tưởng Không điên đảo gọi là chánh niệm Chư Phật Bồ Tát là chánh niệm Chúng ta là vọng tưởng Tại sao có loại tên gọi này Đều phải hiểu cho rõ ràng, sáng tỏ Nguyện thứ hai và nguyện thứ nhất có gì khác biệt vậy? Các khác biệt ở chỗ thế giới Tây phương cực lạc không những không có ba đường ác. Không những không có duyên ác. Thậm chí là người từ diệm ma la giới đi giảng sanh. Diệm ma la giới là nói địa ngục là tầng thấp nhất ở trong sáu cõi. Ở trong địa ngục, những chúng sanh đường ác này duyên chín bùi rồi cũng có thể giảng sanh. Thưa với quý vị, Bồ Tát Địa Tạng độ chúng sanh trong địa ngục. Độ loại chúng sanh nào vậy? chúng ta phải hiểu rõ ở trong phật pháp thường nói phật không độ người không có duyên chúng sanh không có duyên phật bồ tát độ không nổi phật độ chúng sanh cũng giống như ở thế gian này của chúng ta vậy phật bồ tát độ người ở trong thế gian này của chúng ta Người đó cũng phải có duyên với Ngài Không có duyên Ngài cũng không độ nổi Không có duyên Tức là không nghe theo lời chỉ dạy Không tin tưởng Đối với họ Phật Bồ Tát cũng đành chịu thôi Độ chúng sanh ở trong địa ngục Trường hợp này cũng như vậy Xin nói với quý vị đồng tu Chúng sanh ở trong địa ngục cơ hội được đồ ít hơn so với dân gian chúng ta bạn muốn hỏi đạo lý gì vậy phật đã từng nói ở trong kinh rằng giàu có khó học đạo nghèo cùng khó học đạo Người giàu có hàng ngày hưởng lạc là... Bạn bảo họ đến đây để nghe kinh niệm Phật Họ chịu không nổi Họ sẽ không đến Mỗi ngày ba bữa Ăn còn chẳng đủ đo Bạn bảo họ đến đây để nghe kinh Hai giờ đồng hồ Họ đứng ngồi không yên Họ suy nghĩ Không biết ngày mai làm sao có cơm để ăn Cho nên Cơ duyên được độ nhiều nhất Là những gia đình bậc trung Đời sống tạm ổn Cũng không phải quá giàu có Cũng không phải quá bần tiện Đời sống có thể tạm ổn Gia đình bậc trung Quý vị thử nhìn thật kỹ Người đến Phật đường chúng ta để nghe kinh Để niệm Phật Đều chẳng phải là loại chúng sanh này hay sao dùng cái ví dụ này để xem lục đạo cõi trời cũng giống như nhà giàu có phật độ chúng sanh ở cõi trời không dễ đâu người độ được rất ít độ chúng sanh ở ba đường ác cũng khó ba đường ác cũng giống như nhà bần tiện vậy đặc biệt là địa ngục khổ nạn quá nhiều rồi Rất khó quay đầu Phật Bồ Tát gặp được họ Chỉ dạy cho họ Nhưng thật không dễ gì tiếp nhận Ở trong ác đạo Những chúng sanh nào Có thể được độ vậy Thưa chứ quý vị Vẫn là người thiện căn phước đức sâu vậy Tôi muốn hỏi bạn thiện căn phất đức sâu dày tại sao bị đọa địa ngục? đọa địa ngục là nhất thời hồ đồ sai chỉ một niệm tạo nên ác nghiệp địa ngục đã tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác thiện căn của họ quả thực rất dày người này đọa vào địa ngục bồ tát địa tạng giúp họ tương đối dễ dàng thôi. Bồ Tát chỉ dạy Họ thật sự sám hối ngay Thật sự quay đầu Thật sự giác ngộ rồi Một niệm cũng có thể giảng sanh thế giới cực lạc Cho nên Pháp môn tình độ thù thắng Không thể nghĩ bàn Cửu giới chúng sanh Từ Bồ Tát cho đến tận địa ngục A Tỳ Chúng sanh chính pháp giới Đều bình đẳng được độ Pháp môn này hy hữu 84.000 pháp môn Vô lượng pháp môn Khiến tất cả chúng sanh Bình đẳng được độ Ngoài pháp môn này ra Tìm không ra pháp môn thứ hai nào nữa Chúng ta cần hiểu rõ sự thật này Gặp được pháp môn này Thật không dễ dàng Gặp được Nhất định phải đắm lấy cho thật chắc Khi nào chúng ta Giảng sinh về thế giới cực lạc vậy Càng sớm càng tốt Còn chờ đợi gì nữa chứ cái thế giới này quá khổ rồi vẫn xả không được muốn chịu khổ thêm một chút nữa khổ vẫn chưa ngán hay sao càng sớm càng tốt nhất định phải dùng công nhất định phải nỗ lực đây là chỗ khác nhau giữa nguyện thứ hai và nguyện thứ nhất chứng tỏ năm thừa bình đẳng vào báo độ đây là câu mà ở trong kinh phật thường hay nói chúng ta thuận theo cái ý của câu này hay nói theo cách khác chúng sanh trong chính pháp giới Bình đẳng Giảng sanh bất thối thành Phật Cách nói này Mọi người nhận thức sẽ được rõ ràng Chính Pháp giới Bao gồm Ngạ quỷ súc sanh địa ngục Đều bình đẳng Giảng sanh bất thối thành Phật Nhưng nhất định Phải đầy đủ duyên Nhân duyên phải đầy đủ nhân là thiện căn từ vô lượng kiếp chỉ vì trong đời này nhất thời hộ đồ chữ nhất thời này xin thưa với quý vị không phải thường ngày là khi sắp mạng chung nhất thời hộ đồ một niệm cuối cùng vẫn là tham sân si người này liền đọa ba đường ác có giảng sanh được hay không quyết định ở một điểm sau cùng là có niệm a di đà phật hay không một niệm sau cùng mà niệm a di đà phật thì người này chắc chắn được giảng sanh cho nên phàm là người giảng sanh không có ai Mà không là đại thiện đại phước Thiện phước mới được giảng sanh Một niệm sau cùng Niệm a di đà Phật là đại thiện Đại phước báo Họ đến thế giới cực lạc để làm Phật rồi Nhưng làm sao chúng ta có thể đảm bảo bản thân mình một niệm sau cùng là niệm Phật? đây là vấn đề quan trọng nhất của chúng ta hiện nay chúng ta ở niệm phật đường niệm ngày niệm đêm không gián đoạn tại sao vậy huấn luyện luyện tập hy vọng lúc sắp mạng chung có thể dùng được Nhưng Có rất nhiều sự thật Cho chúng ta thấy Lúc sắp mạng chung Bị bệnh ngặt Và hôn mê Không biết gì cả Thì làm thế nào Đây là Ngưỡng cửa nguy hiểm nhất Con người ở trong tình trạng này trợ niệm cũng không thể giúp được cho nên không thể không có phước phước là thường ngày chúng ta phải tu tích tích lũy công đức đây là tu phước tích đức chính là giữ tâm tốt Niệm niệm lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội Tích công, công chính là làm việc tốt Nỗi lời hay Chúng ta ngày nay đề xướng bốn tốt phải làm cho thật nghiêm túc thật nỗ lực vì chúng sanh không nên vì mình có sức thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác mong điều gì vậy chẳng mong điều gì cả chỉ mong lúc sắp mạng chung tinh thần thật tỉnh táo thật sáng suốt không điên đảo không mê hoặc đây là đại phước báo Vì bạn Thật rõ ràng Thật sáng tỏ Mười pháp giới là do chính bạn lựa chọn Bạn có năng lực lựa chọn Ngay đây mê quạt điên đảo Thì bạn không có năng lực lựa chọn Không có năng lực lựa chọn Thì nhất định là Tùy theo nghiệp chuyển Bị nghiệp lực của bạn Lôi kéo đi bản thân bạn không làm chủ được. Người đó gọi là người không có phước báo. Lúc còn sống, hưởng hết, dinh qua phú quý, phước báo của họ hưởng xong rồi, hưởng hết rồi, khi sắp đi không có phước báo. Cho nên chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta ở ngay trong một đời, phải học đại thánh đại hiền đời sống phải tiết kiệm phải giản dị phước báo chúng ta tích lũy lúc sắp lâm chung hãy hưởng thụ đây là nói rõ trong mười pháp giới đi đầu thai vào giới nào là có thể tự mình chọn lựa tự mình lựa chọn sẽ quyết không chọn lựa đường ác đâu có người nào khờ như vậy nhất định lựa chọn nơi mà bản thân bạn thích đến nhưng ở trong đây có điều kiện chúng ta cần phải chuẩn bị những điều kiện này những điều kiện này thường ngày phải tu tích bình thường người không biết tích lũy công đức người chỉ biết ham mê hưởng thụ Không cần nói đến sắp mạng chung Lúc về già Phước báo đã hưởng hết rồi Đời sống về già Vô cùng bần hàn Không có ai chăm nom Thậm chí Như chúng ta cũng thường nghe nói Có một số người già chết rồi Đã chết mấy ngày rồi Hàng sớm mới phát hiện Bạn thấy điều này đáng thương biết bao Lúc sắp mạng chung Bản thân biết rõ Không đau ốm Có bạn bè tốt Đồng tu tiện đưa Trợ niệm giúp bạn Đây đích thực là Đại Phước Báo Xin về Thế giới Tây Phương Cực Lạc Điều này trong kinh nói rất rõ ràng Những lời này Chúng ta Không được phép lơ là một chữ nào Thọ Phật Giáo hóa Câu nói này rất quan trọng Ngã là Phật A-di-đà tự xưng Thọ ngã Pháp hóa Thế giới Tây Phương Cực Lạc Thù Thắng Cũng là ở một câu này a di Đà Phật Vì người giảng sanh giảng kinh thuyết Pháp Xưa nay chưa từng gián đoạn Ở nơi đó Sáu trần thuyết Pháp không những chánh báo a di đà phật thị hiện đủ loại thân a di đà phật thậm chí còn biến hóa thành đủ loại chim là loại bạn thích hiện thành thân chim đến thuyết pháp cho bạn Ưa thích khổng tước thì hiện thân khổng tước Ưa thích hạt trắng thì hiện thân hạt trắng Thấy đều là quá thân của a di đà Phật Ngay cả nước chảy dưới cầu ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là quá thân của a di đà Phật. Không thể nghĩ bàn thuyết pháp không gián đoạn Chúng ta ở trong môi trường đó Sẽ không còn thời gian mê hoặc lại nữa Bạn muốn mê Cũng không có cơ hội Những cái mà lục căng tiếp xúc Đều là Phật đang thuyết pháp Ý niệm chúng ta vừa khởi Thì Phật liền giảng một hồi đạo lý lớn cho chúng ta Vừa nghe xong thì ý nghĩ đã biến mất rồi Chúng ta thấy từ chỗ này, thế giới Tây Phương cực lạc chính là trường học lớn của A Di Đà Phật. Chúng ta đến đó để đi học, là lên lớp, tốt nghiệp rồi sẽ làm Phật. Sự tình nó là như vậy. Nhìn đi, nhìn lại vẫn là giảng kinh đứng đầu dĩ nhiên có nói đến tọa thiền có nói đến kinh hành niệm phật nhưng chiếm tỷ lệ không nhiều bằng giảng kinh thuyết pháp cái thế giới này hành giải tương ưng câu phía dưới đây là nói thành tựu của họ tất thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề Câu này là Mà người học Phật Luôn mong cầu Đây là thành tựu của học vị Quả gì thì sao? Quả gì là học gì? Học gì là Phật Đà? câu nói này là hoàn toàn dịch theo âm tiếng phạn không phải không dịch được thời xưa dịch kinh ở trong quy tắc dịch kinh có năm loại không dịch câu này là thuộc về tôn trọng không dịch ý nghĩa của nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác a dịch thành vô nậu đa la dịch thành thượng vô thượng a dịch là vô vô thượng tam dịch thành chánh miệu dịch thành đẳng chữ tam dưới đây cũng là chánh bồ đề dịch thành giác vô thượng chánh đẳng chánh giác chánh giác nói cách khác là không phải ảo giác không phải tà giác phàm phu chúng ta quả thật mà nói cái giác của phàm phu là ảo giác còn có một số người tu hành ở trong lục đạo họ cũng có định công cũng có trí tuệ thần thông đức năng người thông minh của thế gian chúng ta đều không thể so sánh với họ những người này ở trong phật pháp đều không thể gọi họ là chánh giác tiêu chuẩn của chánh là gì vậy Kinh Phật có một tiêu chuẩn Tiêu chuẩn rất rõ ràng Phiền não chướng Dứt hết rồi Thì cái giác đó được gọi là chánh giác Phiền não chưa có dứt hết Thì cái giác của bạn không chánh Ở trong cái giác này của bạn Còn xen tạp phiền não trong đó sao gọi là phiền não còn có ngã chấp ở trong đó nói hơi thô thiển một chút vẫn còn ý nghĩ lợi ích riêng tư ở trong đó chỉ cần có ý nghĩ lợi ích riêng tư có một ý nghĩ tôi là không phải chánh giác cho nên ở trong quá trình tu học phật pháp người chứng được quả a la hán mới được gọi là chánh giác tam quả dưới a la hán cũng không được gọi là chánh giác họ còn phải đi trên con đường hướng về chánh giác vẫn chưa đạt được chánh giác hướng lên trên nữa phải đoạn hết phân biệt đoạn hết trần xa phiền đảo trần xa phiền đảo là phân biệt cái này nếu như thật sự đoạn hết rồi đó liền gọi là chánh đẳng chánh giác cách nói này quả thật mà nói vẫn là phương tiện mà thôi nhưng cũng là sự thật tại sao vậy bồ tát quyền giáo họ không phải thanh văn duyên giác họ quả đích thực là bồ tát bồ tát ở trong mười pháp giới nếu phá một phẩm vô minh liền kiến một phần tự tánh kinh phật cũng có nói chứng một phần pháp thân đây mới là chánh đẳng chánh giác danh phù hợp với thực bốn mươi phẩm vô minh đoạn hết rồi mới gọi là vô tượng chánh đẳng chánh giác đó là quả gì của như lai phật quả của diên giáo mục đích cuối cùng của sự giáo hóa của a di đà phật ở thế giới tây phương cực lạc là vô thượng chánh đẳng chánh giác không giống như phật giáo hóa chúng sanh ở thế giới khác thích ca mâu ni giáo hóa chúng sanh ở thế giới ta bà có chia thành 3 giai đoạn Chánh giác, chánh đẳng, chánh giác Vô tượng, chánh đẳng, chánh giác Chia thành 3 giai đoạn Thế giới Tây Phương Cực Lạc Không chia thành 3 giai đoạn Giống như chúng ta hiện nay Theo như cách nói trong trường học hiện nay Thì thế giới Tây Phương Cực Lạc Chỉ có một lớp tiến sĩ Những lớp khác đều không có Chúng ta ngày nay đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để đi học Phòng Thánh Đồng Cư Độ Hạ Hạ Phẩm Giảng Sanh Cũng là lớp tiến sĩ Tại sao vậy? A Di Đà Phật chỉ dạy chúng ta Đều là vô thượng Chánh đẳng chánh giác Đây lại là chỗ thù thắng không gì sánh bằng Của thế giới Tây Phương Cực Lạc những thế giới khác không có Chư Phật Như Lai Ở thế giới khác lập trường học Có thể nói dạy từ lớp mẫu giáo Đến lớp tiến sĩ Dạy rất vất vả Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có Chỉ có lớp tiến sĩ dưới nữa đều không làm Việc làm này rất cực khôi Chúng sanh địa ngục Chúng sanh đường ác Chỉ cần được giảng sanh là cũng tham gia lớp tiến sĩ ở chỗ này phải đặc biệt ghi nhớ chúng sanh đường ác họ vì một niềm sai lầm mà đọa đường ác họ có thiện căng rất sâu dày sự việc này không nên nhìn thấy thật kỳ lạ có thể là bản thân chúng ta nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm nên đến địa ngục chỉ thi thực sự phải đương vào bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng đến chỉ dạy cho bạn đánh thức bạn khiến bạn giác ngộ khiến bạn quay đầu là bạn được cứu rồi Bất phục canh đỏ ác thú Nếu như không phải giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Tu hành ở trong cõi nước chư Phật thông thường Chúng ta biết biên độ Tiến lên thối xuống rất lớn. Cũng tức là nói sẽ thối chuyển. Tại sao nó sẽ thối chuyển vậy? Tập khí ác của chúng ta chưa hết, chưa đoạn hết. Những điều này đều là sự thật. Ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, vẫn còn khởi ý nghĩ bất thiện điều này đã chứng minh ác nghiệp của chúng ta chưa hết ác nghiệp chưa hết vào thời điểm này có thiện nghiệp chín mùi có thể sanh về ba đường thiện nhưng phước báo thọ mạng ở trong ba đường thiện cũng bằng không cũng không phải chân thật thế nhưng tất cả chúng sanh được mấy người hiểu thấu xin vào trong ba đường thiện vẫn mong cầu phú quý mong cầu trường thọ vọng tưởng tham dục một núi do đó lại tạo ác nghiệp rồi đây là vì hưởng phước lại tạo ác nghiệp cho nên rất có khả năng họ lại đọa vào đường ác sau khi sanh về thế giới tây phương ý nghĩa của câu này của ngài rất sâu không những ở thế giới tây phương cực lạc bạn sẽ không bị đọa đường ác đó là điều không thể vừa rồi đã nói rồi vì không có duyên những người của thế giới tây phương cực lạc này quý vị phải hiểu rằng đời sống không gian hoạt động của họ thật là quá rộng tận hư không khắp pháp giới là không gian sinh hoạt của họ chúng ta đọc thấy ở trong kinh mỗi ngày hầu như là lúc nào họ cũng đến mười phương thế giới để tham vấn chư phật như lai ở trong kinh di đà nói mỗi ngày cúng dường mười vạn ức cõi phật mười vạn ức cũng không phải là con số nó đại biểu cho đại viên mãn Mười là đơn vị của chữ số viên mãn Cộng thêm dạng ức là đại viên mãn Tận hư không khắp pháp giới Chúng ta nói Quá khứ hiện tại dị lai Tất cả chư Phật Bồ Tát Họ mỗi ngày đều đi cúng dường Hằng ngày gần gũi chư Phật như lai Cúng dường Phật Phật nhất định vì họ thuyết pháp. Đến thế giới khác cúng dường Phật, nghe Pháp cũng sẽ không đọa đường ác. Cái ý này sâu lắm, rộng lắm. Thế giới Tây Phương bảo đảm bạn sẽ không thối chuyện, không còn đọa nữa cho dù đến thế giới khác cũng sẽ không bị đọa nữa đây là sự thật không thể nghĩ bàn cho nên có một nhóm đồng tu nặng về tâm từ bi mong muốn đời sau vẫn làm pháp sư dẫn độ chúng sanh không muốn giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc chúng ta không thể không bái phục đối với loại người này nhưng đời sau họ có được vừa ý thỏa lòng hay không quá khó nói đời sau mình làm chủ không nổi nghiệp lực đang làm chủ không phải đời sau muốn làm người thì làm người muốn làm pháp sư thì làm pháp sư muốn làm vua thì làm vua vậy thì quá tốt rồi thật đúng là vừa lòng hợp ý cái khó là khó ở chỗ gọi là việc không như ý thường tám chín đủ thứ pháp ở thế gian này không như bạn tưởng tượng đâu bản thân hoàn toàn không thể làm chủ được cũng không phải phật bồ tát làm chủ cho chúng ta cũng không phải thượng đế làm chủ là nghiệp lực làm chủ nghiệp lực là chúng ta ở trong đời sống thường ngày Khởi tâm đồng niệm Lời nói việc làm Nó làm chủ tể Phạm phu Trong lục đạo Không có người nào Mà không bị nghiệp lực chi phối Không bị nghiệp lực chi phối Ở trong lục đạo không có Ở mức thấp nhất là Pháp giới tứ thánh ở ngoài lục đạo những người này quả thực chứng được chánh giác và đang tiến bước hướng về mục tiêu chánh đẳng chánh giác có thể nói họ không bị trôi theo nghiệp lực là như nhà Phật thường nói, thừa nguyện tái lai. Họ có thể theo nguyện lực. Nguyện lực và nghiệp lực khác nhau ở chỗ nào vậy? Khác nhau chỗ người theo nguyện lực đến thọ sanh. Đúng như trong Kim Cang đã nói Ngoài không dính tướng Trong không động tâm Đó là theo quyệt lực Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Trong Kinh Kim Cang nói Không thủ nơi tướng như như bất động Người này mới là người đích thực thừa nguyện tái lại nếu như chúng ta thấy sắc nghe tiếng còn có phân biệt vẫn còn ý nghĩ sanh khởi là nghiệp lực không phải nguyện lực hay nói cách khác theo nguyện lực mà đến thật sự nhìn thấu rồi thật sự buông xả rồi nghiệp lực là chưa nhìn thấu cũng chưa buông xả Đây là chỗ không giống nhau Cho nên Đoạn kinh văn này của Phật Chúng ta phải tham cứu thật tỉ mỉ Chúng ta phải có sự nhận thức tương đối sâu sắc về thế giới tây phương cực lạc cũng phải biết mình hiện nay cần phải tu học như thế nào mới có thể phù hợp với điều kiện giảng sinh có đủ tư cách giảng sinh điều này rất quan trọng chúng sanh trong ác đạo tuy trong đó có không ít người thiện căn phước đức sâu dày thế nhưng duyên của đường ác rất xấu có thể làm trỗi dậy thiện căn phước đức của họ rất khó khăn thật không dễ dàng mặc dù được phật lực gia trì sự từ bi của đại sĩ địa tạng nhưng người thật sự có thể giác ngộ quay đầu thật là ít ở trong số ít tình trạng này chúng ta không khó nghĩ ra tại sao vậy cõi người thông minh hơn ba đường ác rất nhiều ở trong kinh phật tán tháng chúng sanh trong lục đạo chỉ có cõi người là dễ giác ngộ dễ giác ngộ nhưng được mấy người giác ngộ dễ giác ngộ mà người giác ngộ ít như vậy không dễ giác ngộ thì chúng ta có thể nghĩ bà biết. Tôi nói lời này ý là gì vậy? Là sợ quý vị hiểu lầm. Nghĩ đọa vào địa ngục không hề gì. Còn có Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng Dương vẫn có thể đến cứu tôi. Không sao cả, làm việc ác nhiều một chút, đọa địa ngục cũng không sợ. Vậy là bạn sai rồi. Cho nên bạn phải nghĩ rằng, cõi người là cõi dễ dàng được độ mà còn khó như vậy thì ba đường ác mức độ khó đó so với cõi người không biết phải gấp bao nhiêu lần chúng ta dứt khoát không được có quan điểm sai lầm là đọa vào ba đường ác không sao cả còn có phật bồ tát đến cứu tuy phật bồ tát đến không sai chưa hẳn bạn tiếp nhận được chưa hẳn bạn chịu y giáo phụng hành có thể thái độ của bạn đối với lời chỉ dạy của phật bồ tát còn tệ hại hơn so với hiện nay bạn sao có thể thành tựu những điều này đều là chân tướng sự thật chỉ có hiểu rõ ràng hiểu sáng tỏ chân tướng sự thật thì mới biết trân quý nhân duyên hiện tại Mới biết được Cái duyên này Giống như kệ khai kinh đã nói Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được Chỉ có Người nhận thức rõ ràng Người sáng tỏ Mới biết nắm bắt thật chắc Cái cơ duyên này ở ngay trong một đời này quyết định thành tựu Một đời này sinh đến thế gian Cũng chỉ vì một sự việc này Những việc lớn nào khác Cũng đều là dụng vặt tầm thường Tại sao vậy? Đều là lục đạo luân hồi Chỉ có đọc kinh Nghiên cứu giáo lý Đọc kinh Chỉ đọc một bộ kinh này Nghiên cứu giáo lý cũng chỉ là một giáo lý này không nên đọc quá nhiều quá tạp quá nhiều quá tạp sẽ đánh mất đi cái cơ duyên này điểm này không thể không biết đồng tu chúng ta đang ngồi đây mỗi vị từ vô lượng kiếp đến này đã gieo trồng thiện căn phước đức vô cùng sâu dày trong đời quá khứ tại sao bà không thành tựu vậy nhiều thứ quá xen tạp quá nên bỏ lỡ mất cái việc giảng sanh này của chính mình đời này lại muốn nhiều thứ tiếp xen tạp tiếp nữa thì chẳng phải là bỏ lỡ mất nữa rồi hay sao đừng làm vậy nữa chuyên tinh thâm nhập một môn nếu muốn học những kinh luận khác học pháp môn khác hãy đến thế giới cực lạc học tiếp Chư Phật Như Lai Ở thế giới cực lạc Đã mở ra vô lượng pháp môn Chúng ta hiện nay Việc đầu tiên phải nghĩ cách về thế giới cực lạc Học pháp môn sau này hãy nói Cho nên tôi dạy mọi người Tứ Hoàng Thệ Nguyện Hai nguyện trước hiện nay phải xong Hai nguyện sau đến thế giới cực lạc làm tiếp Hai nguyện sau là Pháp môn vô lượng Thệ Nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành đến thế giới cực lạc làm tiếp. Cẩn nhìn vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail.com người hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân hạnh, dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật